7 năm với những khát vọng dựng xây, 7 năm cùng đồng hành cùng các công trình chất lượng, 7 năm cùng chung tay dựng xây lên ước mơ về những mái ấm hạnh phúc và vững chãi. Trường Giang, 7 năm tiên phong, 7 năm dẫn đầu. Từ những ngày đầu phải đi mượn mặt bằng làm kho bãi hay dùng chính nhà riêng để hoạt động công ty, tới nay Trường Giang tự tin với hành trình tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực nhà khung thép kết hợp tấm bê tông nhẹ. Để chia sẻ cái hành trình 7 năm của Trường Giang thì tôi xin chia sẻ hai thứ, đó chính là sứ mệnh và tầm nhìn của một doanh nghiệp. Đội ngũ lãnh đạo của Trường Giang những ngày đầu ý thức được cái việc chuyển hóa giữa xây dựng truyền thống sang xây dựng lắp ghép. Đấy là một trong xu thế không thể thay đổi được của ngành xây dựng. Cái thứ hai nữa là chuyển hóa từ những vật liệu xây dựng truyền thống sang những vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường. Từ những ý thức đó, chúng tôi đã xây dựng lên Trường Giang với một sứ mệnh là tiên phong dẫn đầu, mang những sản phẩm lắp ghép ứng dụng vào trong xây dựng. Suốt hành trình 7 năm qua, chúng tôi đã theo đuổi và bám nó một cách triệt để và đem lại được rất nhiều những cái kết quả tốt đẹp cho tới thời điểm hiện tại. Hàng trăm dự án lớn nhỏ, hai tổng kho lớn nhất miền Bắc, một nhà máy sản xuất kết cấu thép, một đơn vị thi công, một đơn vị thiết kế chuyên nghiệp về nhà lắp ghép. Đó là minh chứng rõ ràng cho việc thị trường rất là đón chào cái sản phẩm của chúng tôi. Và đến ngày hôm nay thì thực sự là Trường Giang đã thành công, rất thành công trong trong việc đưa những sản phẩm lắp ghép vào trong thị trường. Nếu như hỏi khó khăn những ngày đầu tiên của Trường Giang là gì thì tôi xin trả lời ngay, đó là tạo cho những người tiêu dùng một cái thói quen là sử dụng những sản phẩm nhà lắp ghép. Tại sao lại như thế? Đối với cái thị trường xây dựng, khách hàng luôn luôn có một xu hướng là tìm đến với những giải pháp kiên cố, chắc chắn và bền đẹp. Và sản phẩm của chúng tôi mang đến thì nó lại là hoàn toàn mới mẻ. Chính vì vậy, những khách hàng đầu tiên trải nghiệm cái sản phẩm và dịch vụ của Trường Giang là những khách hàng tiên phong cũng như Trường Giang. Chính vì vậy, đối với tôi, việc khó khăn nhất để xây dựng được Trường Giang như ngày hôm nay là thuyết phục được những người khách hàng đó sử dụng sản phẩm của Trường Giang. Và đến bây giờ, sản phẩm đấy nó quá là tin dùng đối với khách hàng rồi, bởi vì là qua một cái thời gian dài, khách hàng họ đã cảm nhận được sản phẩm rất là bền, đẹp, chắc chắn. Vật liệu xây dựng đó là vật liệu thân thiện với môi trường. Thế tiếp theo, nếu như mà chia sẻ về cái định hướng trong tương lai của Trường Giang thì tôi xin chia sẻ như thế này. Một sản phẩm từ vật liệu xây dựng đến các cái sản phẩm thi công nó thực sự là rất là hoàn hảo. Cái nguyện vọng của tôi là xây dựng hệ thống Trường Giang lớn mạnh khắp 63 tỉnh thành để chúng tôi có thể phủ được, cung cấp được dịch vụ tới tất cả những người tiêu dùng trên toàn quốc. Cùng với thiết kế, thi công các nhà khung thép kết hợp bê tông nhẹ, Trường Giang được biết đến là đơn vị hàng đầu chuyên sản xuất và cung cấp các loại vật liệu nhẹ gồm tấm bê tông khí trưng áp, tấm Semprot, tấm xi măng giả gỗ. Với hai kho chứa hàng lớn nhất khu vực miền Bắc cùng trữ lượng lớn, Trường Giang luôn đảm bảo cung ứng nhanh nhất và rẻ nhất đến tay người tiêu dùng. Các dự án tiêu biểu mà kênh thương mại của Trường Giang đã cung cấp vật liệu phải kể tới như Cang Nam, Royal City, trường học, trung tâm thương mại. Với bề dày kinh nghiệm cùng sự dẫn dắt từ ban lãnh đạo, đến nay Trường Giang đã sở hữu một nhà máy quy mô 5.000 m2 chuyên sản xuất kết cấu thép. Hai kho chứa vật liệu nhẹ gồm tấm bê tông khí trưng áp, tấm Semprot, tấm xi măng giả gỗ. Một công ty thiết kế chuyên tính toán và đưa ra giải pháp tối ưu cho nhà khung thép.
một đội ngũ thi công, khối nhân viên văn phòng dày dặn kinh nghiệm. Tới nay, Trường Giang đã đưa đến tay khách hàng hàng ngàn bộ sản phẩm nhà khung thép hoàn thiện nhất từ trước đến nay và được đánh giá là một doanh nghiệp có đủ năng lực để triển khai tất cả các hạng mục xây dựng lớn nhỏ. Từ những biệt thự lớn đến những tòa nhà cao tầng, chúng tôi đã đặt mình vào mỗi dự án với sự tận tâm và tận tình đến từng chi tiết. Nhờ đó mà bao nhiêu năm qua, Trường Giang luôn được khách hàng tin tưởng và yêu thương. Các công trình tiêu biểu. Công trình chị Hằng Quảng Ninh. Công trình siêu thị Việt Trung. Công trình bệnh viện Hồng Ngọc. Công trình Mễ Trì. Công trình cà phê Cana. Công trình nhà Vòm. Và hàng trăm công trình lớn nhỏ đã thực hiện trải dài toàn bộ khu vực miền Bắc Việt Nam. Ở Trường Giang, đội ngũ nhân sự không chỉ là những chuyên gia mà còn là những người đồng đội, những người góp phần quan trọng để xây dựng, hiện thực hóa ước mơ về một Trường Giang vững chãi, vươn mình dọc khắp Việt Nam. Từ ngày đầu thành lập, với con số chỉ vỏn vẹn 5 nhân sự, thì sau 7 năm, Trường Giang đã có tới 50 nhân viên. Trong đó 70% số nhân sự đã làm việc và gắn bó với công ty từ những chặng đường đầu tiên. Không chỉ là xây dựng những mái ấm hạnh phúc cho khách hàng, mà còn là cho những người cộng sự của chúng tôi. Với tôn chỉ, sống và làm việc trong hạnh phúc, tại Trường Giang, nhân sự luôn được hưởng những đãi ngộ tốt nhất để không chỉ có một môi trường làm việc văn minh mà còn là một đời sống ổn định và hạnh phúc. Là một trong những người làm việc lâu năm nhất với Trường Giang, hôm nay nhân ngày kỷ niệm thành lập công ty 17 tháng 1 năm 2017, 17 tháng 1 năm 2024, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là anh Nguyễn Tư Cường, người thuyền trưởng tài ba của Trường Giang. Anh vừa là một người anh, vừa là một người thầy, là một nhà lãnh đạo tài ba. Anh đã dẫn dắt công ty từ những ngày chỉ có 45 nhân viên, đến nay Trường Giang đã phát triển vượt bậc về cấp số nhân, cả về nhân sự lẫn doanh thu. Đến với Trường Giang thì bạn sẽ được trao cơ hội để thăng tiến bản thân, cống hiến hết mình cho Trường Giang và làm việc trong hạnh phúc với phương châm làm hết sức, chơi hết mình. Tôi vô cùng biết ơn và xin chúc mừng Trường Giang nhân ngày kỷ niệm 7 năm thành lập công ty. Tôi yêu Trường Giang, tôi yêu các bạn. Vâng, tôi là Dũng, thành viên sáng lập ra Trường Giang. Nói về quá trình 7 năm thì cá nhân tôi từ một nhân viên bán hàng trở lên làm quản lý kinh doanh. Từ quản lý kinh doanh, tôi đã nằm trong ban lãnh đạo và trở thành cổ đông của công ty Trường Giang. Chúng tôi từ những cái kho đi mượn, sau này thì đã mở được kho riêng. Và dấu ấn để lại trong suốt quá trình làm việc của tôi trong 7 năm qua đó là tôi đã đưa Trường Giang lên vị thế số 1 tại thị trường miền Bắc Việt Nam. Khi sản phẩm chiến lược chúng tôi thời điểm đó là Duraflex, chúng tôi đã chiếm 65% tổng dung trọng thị trường của miền Bắc. Để đạt được những kết quả đó thì không thể thiếu được những sự đóng góp của anh em đồng nghiệp cũng như là môi trường làm việc của Trường Giang. Ngoài ra tôi chân thành cảm ơn, để gửi lời cảm ơn đến quý đối tác, quý bạn hàng cũng như là anh em đã luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ không dừng lại ở đây, tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm khác đưa vào hệ sinh thái kinh doanh của Trường Giang, cũng như không chỉ phát triển sản phẩm tại thị trường Việt Nam mà chúng tôi còn mong muốn cố gắng đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Nhân sự của Trường Giang sẽ thường xuyên được tham gia các lớp học và khóa đào tạo để phát triển hơn về chuyên môn, được tham gia các buổi ngoại khóa, sinh hoạt chung, team building, nghỉ mát và thỏa sức sáng tạo trong cách làm việc để tìm đến kết quả cao nhất. Chúng tôi tin rằng xây dựng không chỉ là việc xây lên những công trình mà còn là việc xây dựng mối quan hệ và niềm tin. Niềm hạnh phúc của chúng tôi chính là sự hài lòng và tin tưởng của bạn, những người đã đặt niềm tin vào chúng tôi. 7 năm đã trôi qua, nhưng hành trình của chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Cùng nhau, chúng ta đã xây dựng nên những câu chuyện thành công và chúng tôi không ngừng khao khát thêm nhiều hơn nữa. Trường Giang tiên phong dẫn đầu.